đường Trung ương Việt Nam tổ chức đại lễ mừng sinh nhật Đức Sư Tổ với sự hiện diện của thầy cô trưởng môn, nhị vị khai sáng pháp môn vi diệu pháp hành thiền và cùng sự hiện diện 27 vị giảng huấn đồng môn từ mọi miền đất nước và nước ngoài đã quy tụ về đây tham dự. Và hôm nay thật vui mừng, trong niềm vui hân hoan này, con xin phép được đại diện toàn thể môn sinh trong cả nước kính dâng lên Ngài những thành quả đã đạt được trong năm nay. Một năm ghi lại rất nhiều dấu ấn sau trận đại dịch kéo dài hơn 2 năm, nhưng chúng con luôn vững tin và cố gắng phấn đấu để vượt qua mọi khảo đảo thử thách. Và một lần nữa chúng con xin tạ ơn Tổ và rất biết ơn thầy cô trưởng môn đã luôn quan tâm và dìu dắt chúng con mỗi ngày được tốt hơn, mỗi ngày được khôn hơn trên bước đường tiến hóa tâm linh. Và sau cùng thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tập thể quý vị đã góp phần cho buổi họp mặt hôm nay càng thêm ấm áp, hạnh phúc và rất ý nghĩa. Và sau cùng con xin chúc thầy cô trưởng môn mãi là ngọn đuốc soi sáng dẫn đường chỉ lối cho chúng con. Và xin chúc quý vị giảng huấn cùng toàn thể quý đồng môn một ngày thật an lạc, hạnh phúc và luôn sống trong thần lực của Đức Sư Tổ và tình yêu thương của thầy cô trưởng môn chúng ta. Trân trọng kính chào. Và xin cảm ơn những chia sẻ cũng như báo cáo của chị Khanh. Dạ, và sau đây con xin mời thầy cô cùng quý giảng huấn và quý cô trò trưởng chúng ta sẽ lên đây để làm nghi thức các bánh. em mời thì người là giá. vị nhà huấn cùng toàn thể các quý vị đồng môn thân thương từ khắp mọi nơi trong nước cũng như ngoài nước đã về đây cùng tham dự mừng đại lễ sinh nhật Đức Sư Tổ Dasira Nada lần thứ 176. Và trong cái thời phút thiêng liêng này, xin tất cả chúng ta cùng lắng tâm trong vài phút để hướng về Đức Sư Tổ, tạ ơn Ngài với tất cả tấm lòng thành kính qua bài hát Tạ ơn Sư Tổ. gì chẳng buồn tình người bao quyến lãng phóng tồn đã ra đời luân xa hai bờ tấm vui I'm Dạ kính thưa thầy cô, sau đây là tiết mục kết hợp giữa tình thương đánh thương của Thiền đường Cần Thơ và Thiền đường Hồng Bàng thông qua tổ hợp múa hát, nhạc phẩm Vườn Hoa Tri Giác. Con xin gửi đến thầy cô và quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. màu hướng thượng Mỹ Than từ mọi chuyện xảy ra Tô Thiền. Trải qua 18 năm liền ẩn tu lặng lẽ trên miền Biên Sơn, miền núi Kim Mã Đào Sơn, tuyết sương bao phủ từng cơn lạnh lùng. Kẻ đủ chí người nản lòng, nhưng Đức Sư Tổ bình an trở về. Pháp tàu đánh thức anh mê, cơn tàu vi diệu trở về quê nhà. Pháp tàu khai mở lương xa để làm phương tiện đi ra giúp đời. Pháp tàu thuận với mặt trời, độ sanh, độ tử, hợp thời văn minh. Thiền đường là đại gia đình, lập công bồi đức để sinh phước lành. Thiền đường năng tới thực hành để cho nghịch cảnh trở thành tự nhiên. Pháp tổ đương niệm hiện tiền, có đủ phương tiện đặc quyền thiên niên, quyền đặc quyền để bình đắc ấn, đặc ấn không giận, tinh thần rực rỡ, tu thiền trí tuệ mở mang, cơ thể khỏe mạnh, bình an tâm hồn. Ngày nay biến động dập dồn, thiên tai nhân quả bất an điều trời, môi sinh ô nhiễm khắp nơi, bệnh tật biến dạng, cõi đời bất an. Chúng ta đời đã sang trang, hành trì Pháp tổ bình an yêu đời. Pháp tổ giáo dẫn con người tu học tiến hóa, thoát đời khổ đau. Xin cảm ơn quý vị. Theo đây sẽ là hòa cảnh, đây là thật đồ đức nghệ của thiền đường nha, đang trình diễn ạ. và trong ai hạnh phúc đời yêu thương vô cùng quý vị làm mong chúng ta hơn mọi người cùng nhau nữa. Going on. con về. Thank you. Quay. Anh chỉ cần chụp lấy người. Dạ. Đi vào sáng Xin mời Quốc ca. Dạ con xin phép được mời thầy cùng bước lên sân khấu để cùng Hà ca chung với tụi con bài hát Dừng Lại Từng Người, là một trong những bài mà thầy cô yêu thích ạ. Dạ được hả thầy cô? Dạ chúng con triệu bá hướng dương con vườn hoa tri giác, đời đời nguyện hướng theo tổ, theo ánh sáng nơi ngài, hành Bồ Tát đạo chúng con xin phục sự. Và chúng em môn sinh của cô, môn sinh của thầy luôn một lòng sắc son thủy chung, nghe theo lời giảng dạy của cô thầy, để tất cả được đồng hành trên con tàu vi diệu pháp hành thiền, để cùng nhau được trở về nhà. Bởi cho nên trót sinh trong trần thế, phải làm sao cho xứng đáng kiếp người. Tình tổ quốc vạn đời luôn bất diệt, yêu nhân loại nào khác thể thân ta, đưa nhân loại hoàn hư về một nẻo. Dasira Narada. Và tiếp theo là nhạc tổng Dừng Lại Từng Người, và cho xin phép lại mời hơn 500 đóa hoa hướng dương thật đẹp, thật rực rỡ, có mặt tại nơi đây trong vườn hoa tri giác, cùng hát cùng tốp ca và thầy cô chữ môn. tỏa mùi hương. Đừng lo đơn côi trong đêm trường, lúc nắng khi mưa chân dừng bước, trăng sáng đưa đường đến một phương, nơi ấy bình yên thân tự tại. Nói theo gương tố từng rắn dạy, dâng tràn yêu thương đến mọi loài. Vững chí bền tâm tu học đạo, giải thoát con đường chẳng một mai. Đừng lo đơn côi trong đêm trường, lúc nắng khi mưa chân dừng bước, trăng sáng đưa đường đến một phương, nơi ấy bình yên thân tự tại. Nói theo gương tố từng rắn dây, dâng trọn yêu thương đến mọi loài. Vững chí bền tâm tu học đạo, giải thoát con đường chẳng một mai, giải thoát con đường chẳng một mai.